Hay là mình tự quay luôn hả chị? Nếu mình quay bằng bằng thang hả chị á? Quay bằng lò điện. Lò điện, dạ. Nhưng mà mấy cái đen đen là do gia vị nó có màu như vậy thôi đúng không? Những cái tàn heo quay á, thì quay xong chị chất lên đây nè, nhìn đã lắm. Nên cô ta vào xin phép chị quay để chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị. Ồ, có dây giòn đó nè. Trời ơi, nghe nó rụt rụt luôn. Rồi đây là gặp được da heo giòn. Dạ, dạ. Da heo giòn. Ba tê hả? Ba tê với lại như vậy là 20 gì ha? 20 25 ha. 20 25 30 tùy. Dạ. Nhiều người khách ăn do dồn nhiều. Dạ. Hình như ngoài cái chi nhánh mình đây ra còn có một chi nhánh nào khác nữa hả chị? Nhiều lắm hả? Dạ. Lấy 30 không anh? 30 người thợ. Đây là chở 2 người chở lên trong mùa 19. Dạ. Đúng không? Dạ. Kẹo kẹo ha. Ừ, em ăn là em riêng luôn.
Dạ chị. Ôi thôi tiền gì ơi. Có bao nhiêu tiền lẻ? Dạ, có bao nhiêu tiền lẻ? Không có, mai đưa đi. Vi sóng đó quý vị ạ. Ở trong đây là lò bánh mì nè. Bánh mới nhưng mà mình phải bỏ bánh lại để nó giòn bánh ngon. Sáng giờ chưa ăn sáng luôn hả chị? Chưa ăn nổi mì mà từ 6 giờ chưa xong luôn, nổi mì nó ngon quá đi. Bữa này không dưa leo gì. Không dưa leo. Quay 50 kg. Yeah. 50 kg do 50 kg thì. Yeah. Ôi da mà chị quay 50 kg là nhiều ấy nha. Đó, quay 50 kg, 5 mấy kg. Dạ. Là một tạ heo ơi, con heo một tạ. Dạ. Hả? Chắc làm đôi. Nếu mà heo ơi mà cỡ 60 kg thì phải hai con heo á. Dạ. Hai con. Đó bao nhiêu đó? Dạ, đây đó. 50 kg không? 50 kg là nhiều đó. Đó quay đó. Dạ. Dây heo mà mình bán không là bao nhiêu một ký chị? 500 nghìn. Dạ. Ở đây chị để màu tự nhiên hết quý vị ạ. Nhiều nơi cái màu nó vàng lắm, còn ở đây chị để tự nhiên không. Nhìn nó không có đẹp nhưng mà ăn nó chất lượng, an tâm. Ở đây mình làm mà. Dạ. Tự mình làm mình bán luôn mà. Màu ra tự nhiên. Dạ đúng rồi. Làm cho em một ổ đầy đủ đi ha. Đây thấy gì chặt thịt mạnh quá. Bánh mì sao cũng được là đắt tiền hơn bánh mì bình thường á nha. Ở đây bánh mì mà bánh mì sao cũng được và bánh mì đắt tiền hơn á. Câu này khó lắm á nha. Sao cũng được. Nghĩa là người đó là dễ ăn. Ở trong hai con heo.
thì không có quá to nhưng mà cực kỳ chất lượng. Anh chị làm cho em một bánh mì luôn nha. Bánh mì sao cũng được nha. Bánh mì em ăn thử đi. Em cũng thấy là nó ngon hay là không ngon. Thôi chị làm bình thường cho em được rồi. Không, chị làm ngon quá em ăn em khen ngon rồi khán giả ai xem rồi đến ăn không ngon thì mất công. Chị làm bình thường thôi được rồi. Dạ. Tại cái da nó cuộn quá vậy, nhìn không được đẹp nhưng mà không có ăn nghĩ ăn là ngon giòn dữ lắm. Chị là có chế hành à, dạ. Rồi, chị là 20 hả chị ha? Dạ, okay. Đây quý vị ơi, chị bán ngay ở địa chỉ là 858 đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình nha. Ở đây là bánh mì Anh Việt 2. Đó. Đây. Ngay cái vòng xoay đường Đông Hồ với lại Thanh Mì luôn. Bên đây hình như Phương thấy có câu thơ gì ở bên đây nè. Để Phương ta qua đây quay cho quý vị xem nè. Wow. Không biết là bài văn hay là câu thơ nữa. Hình như là thơ quý vị ơi. Bánh mì Việt. Bánh mì Anh Việt béo ngon thật tuyệt. Da heo giòn hòa quyện mắm tiêu đen. Thịt heo quay quấn với cải dưa hành, đậu phụng rang ớt, sa tế bao quanh. Bấy nhiêu đó đủ làm tôi nhớ mãi. À, xin chân thành cho gửi chút cảm ơn. Để qua hỏi chị ai làm cái câu thơ này ha. Có số điện thoại là 0938284758. Ủa chị vậy là mấy câu thơ này ai viết chị? Đây hả? Chủ quá. À ông chủ quá hả? Hay là em à? Trời ơi làm thơ hay quá hả? Nhưng mà ngoài những câu này ra còn làm những câu khác nữa không? Nhiều lắm. Nhưng mà chỉ được bao nhiêu đây thôi. À. Chứ không, ông thơ hay đi ông. Làm thơ hay lắm. Dạ. Yeah. Thì bây giờ mà ông quen cua ghế làm như làm thơ thôi là ghế này. Vậy là hồi xưa chị... Chị mê ảnh là vì ảnh làm thơ hay phải không? Hay á quý vị, thơ hay. Chị ơi, chị ăn sao đó chị ơi. Đầy đủ. Hồi xưa á, làm thơ. Yeah. Hả? Vậy là có tâm hồn nghệ sĩ ha. Không, còn có chứ. Yeah. Nhưng mà... duyên số đưa đầy để làm bánh mì hả? Đúng rồi. Xí gì nhiều chị? À cha nhiều nhiều xíu. Trong số gì nhiều nè, mắm hay là nước sốt? Ở đây có ba loại nhiều lắm chị ơi, 3-4 loại lắm. Cái gì mà đủ đồ mặn vậy đó? Cái gì đủ đồ mặn? Rồi mặn thì có. Mặn ngọt đều có luôn. Có tiền vậy? Lúc nụ nó giòn, nó thơm mềm mềm là bỏ vô liền.